Xin chào anh chị. Hôm nay Kumat sẽ giới thiệu đến anh chị sản phẩm nồi áp suất điện đa năng của Hot To model VL1209N. Sản phẩm này với thiết kế đẹp mắt, sang trọng với màu sắc trang nhã, làm đẹp thêm cho không gian bếp nhà bạn. Đặc biệt, nồi được trang bị thiết kế bảo vệ quá nhiệt, hiển thị đèn báo sôi, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi nhiệt quá cao, nồi có thể sẽ tự ngắt nhiệt. Với chất liệu cao cấp, thiết kế phần vỏ ngoài được sơn tĩnh điện cao cấp, tạo nên sự sang trọng và chất lượng dễ dàng lau chùi cho người sử dụng. Bên trong lòng nồi thì là hợp kim nhôm, có phủ lớp chống dính cao cấp, an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt với thiết kế tổ ong sẽ giúp chống dính cao cấp hơn, không lo cháy khét, nấu nhanh và tiết kiệm điện hơn với công suất 900W, sẽ giúp rút ngắn thời gian nấu. Với đa chức năng sử dụng, đây bằng núm xoay, chúng ta có thể điều chỉnh núm xoay vào từng chức năng, ví dụ như nấu cơm, ninh hầm hoặc nấu cháo, nấu súp, nấu thịt, tùy vào lựa chọn của gia đình nhà mình để lựa chọn chức năng cũng như thời gian. Khi nào đủ thời gian cũng như đủ nhiệt độ thì sẽ tự động chuyển về chế độ giữ ấm, cũng như đèn báo sẽ tự động chuyển nhảy sang chế độ giữ ấm. Sản phẩm này đang được bán tại siêu thị với giá 1.290.000, giảm còn 990, bảo hành 24 tháng chính hãng. Để có thể biết thêm chi tiết của sản phẩm, anh chị có thể truy cập website Ecomax hoặc để gọi điện hotline 0243 965 6067, hoặc đến trực tiếp siêu thị điện máy Ecomax để có thể theo dõi các video sớm nhất của Ecomax. Anh chị vui lòng ấn nút đăng ký kênh YouTube của Ecomax. Xin cảm ơn ạ.